mất dạng, Oppo, Samsung bỏ xa Apple ở thị trường Việt. Những chiếc điện thoại Sony và Huawei giờ đây thậm chí còn không có tên trong bảng xếp hạng thị phần di động. Trong khi đó, cuộc chiến khá cân sức đang nổ ra giữa Samsung và Oppo. Theo số liệu mới nhất của GFK, trong tháng 9 năm 2019, doanh số của toàn thị trường di động Việt Nam là 1,7 triệu chiếc điện thoại. Trong số này có gần 1,06 triệu chiếc smartphone, chiếm tỷ lệ 63,2% và 623.000 chiếc điện thoại feature phone chiếm tỷ lệ 36,8%. Tính từ đầu năm đến ngày 19 tháng 9 năm 2019, đã có hơn 17,5 triệu chiếc điện thoại di động được bán ra tại thị trường Việt Nam. Về số lượng, doanh số điện thoại năm nay sụt giảm nhẹ khoảng 1,4 triệu chiếc so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng chọn mua smartphone lại đang tăng trưởng so với đà sụt giảm của feature phone. Về mặt giá trị, những chiếc smartphone cũng chiếm tới 95% doanh thu của toàn thị trường. Trong khi đó, những chiếc feature phone hay điện thoại cục gạch chỉ chiếm mức doanh thu khiêm tốn khoảng sấp xỉ 5%. Đối với mảng thị trường smartphone, số liệu thống kê từ các nhà bán lẻ truyền thống cho thấy, tính từ đầu năm đến nay Samsung, Oppo và Apple đang là ba nhà sản xuất chiếm vị trí dẫn đầu về thị phần di động. Trong đó, Samsung hiện chiếm 44% doanh số smartphone, Oppo 25,2% và Apple 6%. Có thể thấy, thị trường smartphone hiện nay đang là cuộc chiến tay đôi giữa Oppo và Samsung. Hai nhà sản xuất này đang cạnh tranh quyết liệt với nhau ở nhiều phân khúc sản phẩm, từ dưới 3 triệu, 4 đến 6 triệu, 7 đến 10 triệu và trên 10 triệu đồng. Trong đó, Samsung đang tỏ ra trội hơn hẳn so với phần còn lại của thị trường nhờ sở hữu một hệ sinh thái các sản phẩm mạnh đi cùng với một hầu bao rủng rỉnh trong các chiến dịch truyền thông.